bán đây lâu chưa cô? Lâu rồi, 5 năm rồi. Bao nhiêu năm cô? Lâu rồi, không biết bao nhiêu năm. Một ngày mình bán được nhiều không cô? Thì bữa là bữa thì 100 mấy. Trăm? Bữa là bắt 200. 200 hồ luôn hả cô? Ừ. Hồ ghê nhỉ. Cái này mình bán một hồ là bao nhiêu cô? 15.000 một hồ. À, cái này địa chỉ của mình là ở đâu cô nhỉ? Sao con? Bao nhiêu cô? Con nói về. Địa chỉ của mình ở đây á. À, 327 Lê Hồng Phong. À, địa chỉ là 327 Lê Hồng Phong. Đúng rồi. Dạ. À, quán mình là mình thường là mình bắt đầu từ lúc mấy giờ và mình kết thúc lúc mấy giờ là vậy cô? 5 giờ đó con, 5 giờ khuya, 5 giờ cái 5 giờ sáng là bán rồi hả? À, giờ cái giờ này nè là hết rồi, sắp hết rồi, đã còn giờ nổ à. Dạ. Có ai hết nữa không? Đầy đủ đi con. Bắt gần chưa? Là mình bán tới bây giờ là mình kết thúc cô? Kết thúc rồi đó, hết bánh mì là mình vẽ với cậu. À, tức là bây giờ là mới có mấy giờ nè? Còn có lỗ à. 8 giờ là một hồ duy nhất này. Cho nên là con ăn là cái quán này là phải đến trước 8 giờ. 9 giờ. Sạch hết rồi, không có gì nữa. À, 9 giờ kết thúc. Vâng. Cô tên gì nhỉ? Việt Hoa. Việt Hoa và bánh mì Việt Hoa. Bánh mì Việt Hoa. Dạ. Giao trong phạm vi bao nhiêu km là giao được không?